Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung chương trình bao gồm các phần chính sau đây. 1. 5 loại nước tuyệt đối không uống sau khi ngủ dậy, kẻo đột tử, thọ non. 2. 3 loại hoa mọc đầy vườn nhà là vua dưỡng gan, bổ tim, biết mà dùng sớm, sống trường thọ. Và 3. Món được ví như nhân sâm thịt, nam nữ ăn đều tốt. Sau đây là nội dung đầu tiên. 5 loại nước tuyệt đối không uống khi ngủ dậy, kẻo đột tử, thọ non. Thưa quý vị, khi thức dậy thì cảm giác khát nước là lẽ thông thường, bởi sau một đêm dài, cơ thể thực hiện nhiều hoạt động nên có nhu cầu được cung cấp nước. Tuy nhiên không phải vì khát mà chúng ta có thể tùy tiện uống bất cứ loại nước nào cũng được. Thậm chí các chuyên gia còn cảnh báo, nếu tùy tiện uống phải những loại nước cấm kỵ này còn có thể gây ra hàng loạt vấn đề về sức khỏe, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy đó là những loại nước nào? Lý do vì sao chúng ta tuyệt đối không uống sau khi ngủ dậy? Thì mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu để biết mà tránh, kẻo có ngày hối hận không kịp. Loại số 1. Nước nóng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ngoài nước lạnh, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo không nên uống nước quá nóng, nhất là vào những ngày thời tiết lạnh, thì được uống một cốc nước nóng sẽ làm nhiều người cảm thấy dễ chịu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết, uống nước nóng vào buổi sáng có thể gây tổn thương trực tiếp đến thực quản và dạ dày. Đặc biệt, thức uống nếu nóng trên 65 độ sẽ gây ra tổn thương thực quản dạ dày. Đặc biệt, thức uống nếu nóng trên 65 độ sẽ gây ra tổn thương thực quản dạ dày, làm tăng nguy cơ ung thư thực quản do làm hỏng các tế bào màng nhầy của miệng và dạ dày. Nếu uống nước nóng khi mới ngủ dậy, cơ thể càng dễ tổn thương và tăng nguy cơ bệnh tật. Vì vậy, quý vị tuyệt đối không uống nước quá nóng, kẻo rước họa vào thân. Loại số 2. Nước muối loãng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Gần đây có nhiều người tin rằng, việc uống nước muối loãng vào buổi sáng có thể tăng cường trao đổi chất và thải độc cơ thể. Đây là nhận thức sai lầm, cần thay đổi ngay, kẻo có ngày mắc mạng, thọ non. Súc miệng bằng nước muối có tác dụng khử trùng, làm sạch cổ họng. Nhưng nếu uống nước muối vào buổi sáng lại cực kỳ nguy hiểm. Buổi sáng thức dậy, máu đã ở trong tình trạng đặc. Nếu uống nước muối loãng sẽ làm tăng độ mất nước, làm khô các bộ phận cơ thể, mạch máu đặc hơn, khó lưu thông, khô miệng và tổn thương huyết tương. Uống nước muối vào thời điểm này có thể gây ra huyết áp cao, tăng cao nguy cơ đột quỵ và tử vong nhanh chóng. Loại số 3. Các loại nước giải khát làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường. Nhiều người rất thích các sản phẩm nước giải khát, đặc biệt là nước tăng lực, bù khoáng vì hương vị thơm ngon đem đến cảm giác tỉnh táo ngay lập tức. Thế nhưng các bác sĩ cho rằng các loại nước giải khát thường có chứa chất làm ngọt, chất bảo quản, phụ gia, thực phẩm. Hơn nữa còn có thể chứa gamma hydroxyprolidate. Nếu uống khi bụng đói, những chất này sau khi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến chức năng của đường tiêu hóa, đồng thời sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, phá hủy kết cấu của thận và tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và kéo theo hàng loạt những bệnh lý nguy hiểm liên quan đến tim mạch, rút ngắn tuổi thọ nhanh chóng. Số 4. Trà để qua đêm gây tổn thương nội tạng. Uống trà khi mới ngủ dậy đã trở thành thói quen khó bỏ của rất nhiều người, nhất là những người cao tuổi. Tuy nhiên, uống trà khi bụng rỗng có thể làm tăng axit trong dạ dày, dẫn đến đau dạ dày. Chưa kể nhiều người còn không nỡ đổ bỏ nước trà cũ của ngày hôm trước, thì càng nguy hiểm hơn. Bởi sau một đêm, các chất dinh dưỡng trong trà đã bị mất đi rất nhiều. Nước trà cũng dễ bị ôi thiêu. Uống trà để qua đêm vào thời điểm này sẽ tăng gánh nặng cho cơ thể và làm tổn thương nhiều cơ quan như dạ dày, gan thận. Loại số 5. Nước đá lạnh gây rối loạn tiêu hóa.
Nhiều người có thói quen mở tủ lạnh lấy nước uống vào buổi sáng cho tỉnh táo, nhất là vào mùa hè nóng bức như hiện nay. Tuy nhiên, đây lại là loại nước tối kỵ, không nên uống vào buổi sáng. Quý vị cần biết rằng, khi mới ngủ dậy, cơ thể vẫn chưa khôi phục hoạt động bình thường. Nước lạnh hay nước đá sẽ gây co mạch máu của niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng và kích thích tiêu hóa, tăng tốc nhu động đường ruột, thậm chí gây đau bụng nhẹ hoặc đau dạ dày hay tiêu chảy. Vậy khi thức dậy, chúng ta nên uống gì để vừa cắt nước cho cơ thể, vừa tốt nhất cho sức khỏe? Câu trả lời chính là một cốc nước đun sôi để nguội. Nước sau khi đun sôi đã loại bỏ được hết các loại vi khuẩn, nhưng vẫn giữ lại được các khoáng chất như canxi, magie cung cấp, nguồn khoáng chất tự nhiên cho cơ thể. Bên cạnh đó, uống nước đun sôi để nguội còn giúp giảm kích thích đường ruột, cải thiện trao đổi chất, tăng miễn dịch cho cơ thể. Bạn nên uống nước đun sôi để nguội ở nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Mùa đông có thể pha thêm nước nóng vào để có nhiệt độ phù hợp tốt cho cơ thể. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Lọ hoa mọc đầy vườn là vua dưỡng gan bổ tim, biết mà dùng sớm sống trường thọ. Có thể quý vị không biết, trong vườn của người Việt Nam chúng ta có rất nhiều dược liệu quý, nhưng vô cùng quen thuộc. Điển hình nhất, có thể kể đến một số loại hoa là bài thuốc dưỡng sinh tự nhiên, vô cùng quý giá. Những loại hoa quen thuộc như cau, chuối, bưởi, không chỉ có hương hoa ngát thơm mà hoa của chúng là bài thuốc quý đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, giúp dưỡng gan, bổ tim, tiêu tan nhiều bệnh. Ai may mắn biết sớm, dùng sớm sẽ có được sức khỏe dồi dào. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu. Loại số 1. Hoa cau bổ gan với người Việt. Chẳng ai còn xa lạ với cây cau. Không chỉ có quả cau gắn với thói quen ăn trầu, mà ngay cả hoa cau cũng được xem là vị thuốc quý. Từ lâu trong y học cổ truyền, hoa cau còn gọi là tân lan hay binh lan. Nụ hoa đực của cây cau có vị hơi ngọt, tính mát, có tác dụng bổ tim, gan, dạ dày, trị ho, thanh nhiệt, thông khí tán, ứ trệ khí ở dạ dày. Trong hoa cau còn chứa vitamin A, vitamin C và có nhiều chất xơ hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường đề kháng. Trong dân gian, người dân dùng hoa cau để bồi bổ và chữa bệnh theo cách sau. Lấy 0,5 lạng hoa cau hầm với thịt lợn hoặc sườn lợn, nêm gia vị vừa ăn. Mỗi tuần ăn một bát sẽ đạt được công hiệu trị bệnh cũng như bồi bổ cơ thể vô cùng tốt. Loại số 2. Hoa chuối, bài thuốc thần dược cho tim. Hoa chuối với chúng ta đã không còn xa lạ. Người ta có thể lấy hoa làm rau ăn, thường dùng trong các món nộm, quả có thể ăn xanh và ăn chín. Trong đó hoa chuối được dùng rất nhiều trong các bài thuốc bổ nâng cao sức khỏe. Sau đây mời quý vị cùng tham khảo một số bài thuốc hiệu quả từ hoa chuối. Thứ nhất, hoa chuối nấu với tim lợn, ăn có tác dụng chữa đau tim. Cách chế biến như sau: hoa chuối rửa sạch, thái nhỏ, tim lợn rửa sạch, cắt thành bốn phần, cho cả hai nguyên liệu vào nồi đun trong 30 phút, sau đó bỏ bã hoa chuối, ăn tim lợn và uống nước dùng. Thứ hai, hoa chuối hầm chân giò để ăn giúp phụ nữ sau sinh có nhiều sữa, nhanh hồi phục sức khỏe. Cách làm như sau: chuẩn bị móng giò, một cái hoa chuối, hành khô, tỏi, me. Móng giò làm sạch, ướp hạt nêm, dầu hào, hạt tiêu. Hoa chuối bóc lớp vỏ già bên ngoài, thái mỏng theo khoanh tròn, ngâm nước, phi thơm hành và tỏi, cho móng giò vào xào qua cùng chút nước mắm. Sau đó đổ lượng nước vừa đủ ăn vào đun sôi. Khi nước sôi thì cho me vào, rồi hạ bớt lửa. Ninh móng giò cho đến khi móng giò hầm nhừ thì vớt me ra, dằm nát. Lọc bỏ bã, lấy nước me. Cho nước me vào lại nồi. Cho tiếp hoa chuối vào nêm, thêm chút gia vị cho vừa miệng. Đun tiếp cho đến khi hoa chuối chín, mềm thì rắc hành thái nhỏ vào. Loại số 3. Hoa bưởi chữa đau dạ dày. Lá, hoa bưởi đều chứa tinh dầu nên thường được dùng để xông giải cảm.
Hoa bưởi có tác dụng tích cực với hệ hô hấp. Mùi hương bưởi giúp giải cảm, thư giãn, giảm stress, giúp tỉnh táo, minh mẫn. Mặt khác, hoa bưởi còn là một vị thuốc tốt, có tác dụng chữa ho, đờm, đau dạ dày, đau đầu do mệt mỏi, thông đại tiện. Mời quý vị tham khảo một số bài thuốc đơn giản từ hoa bưởi. Thứ nhất, bài thuốc tiêu đờm, thông đại tiện. Hoa bưởi 4g, hoa đậu 1 bát, nước gừng nửa thìa, đường phèn 1 thìa. Hoa bưởi rửa sạch, cho vào nồi đun khoảng 10 phút, sau đó bỏ bã lấy nước. Cho tiếp nước gừng, đường, hoa đậu vào rồi đun tiếp, sau đó lấy ra ăn. Thứ hai, bài thuốc chữa đau dạ dày, khắc phục chứng ứ trệ, khí huyết. Dùng hoa bưởi 5g, đường phèn 1 thìa nhỏ, đun trong 200ml nước. Sau khi đun sôi 5 phút, cho đường vào rồi đun tiếp. Lấy nước đó dùng như uống trà hàng ngày. Thứ ba, bài thuốc trị cảm mạo, viêm đường hô hấp. Dùng hoa bưởi, cùi bưởi, lá xả, rau cải cúc, mỗi lá một nắm, cho vào nồi nước đun thật sôi. Dùng để xong giúp trừ cảm mạo, cho ra mồ hôi và đường hô hấp rất hiệu quả. Quý vị thấy đấy, chỉ từ những loại hoa quen thuộc với cách làm đơn giản, chúng ta đã làm được bài thuốc trị bệnh tuyệt vời và hiệu quả. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. Món được ví như nhân sâm thịt, nam nữ ăn đều tốt. Thưa quý vị, Việt Nam được ban tặng hàng trăm loại thuốc quý đội lốt những thực phẩm bình dân. Điển hình như quả trứng cút bé nhỏ, nhìn bên ngoài có vẻ xấu xí với những đốm đen, nhưng lại được ca tụng là viên thuốc thần, nhân sâm giữa các loài động vật, vua trứng giúp trường thọ. Tuy có vẻ ngoài không ưa nhìn, nhưng nó là bảo bối của đàn ông, phụ nữ, ăn vào thì trẻ mãi không già. Sau đây là những tác dụng nổi bật của trứng cút. 1. Bổ sung khí và nuôi dưỡng máu. Trứng cút có đầy đủ các loại axit amin và phốt pho chất lượng cao, nội tiết tố và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Nó có tác dụng dưỡng khí, bổ huyết, chữa bệnh thiếu máu, là món ăn bồi bổ lý tưởng cho phụ nữ có thai. Hàm lượng vitamin B2 của nó cao, gấp đôi so với trứng gà, vịt, phụ trợ cho các hoạt động sinh hóa và có thể thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em. 2. Bổ não. Người hiện đại ngày nay sử dụng trí não nhiều, nên họ thường mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có tác dụng bổ não. Tuy nhiên những sản phẩm này rất đắt đỏ và một số loại có thể không thần kỳ như quảng cáo. Tốt hơn hết, bạn nên ăn trứng cút lộn hoặc trứng cút. Hàm lượng lecithin và cephalin trong trứng cút cao hơn trứng gà khoảng 3 đến 4 lần, là viên thuốc bổ não tự nhiên. Đây là hai chất quan trọng trong quá trình phát triển trí não của trẻ, giúp tăng độ tập trung, tăng cường khả năng xử lý thông tin, chữa đau đầu, mỏi mắt, ngừa mất trí nhớ và đãng trí ở người U30. 3. Chữa mất ngủ. Cũng vì trứng cút rất giàu lecithin, một chất dinh dưỡng không thể thiếu cho hoạt động thần kinh cao cấp. Thường xuyên ăn trứng cút có thể làm giảm chứng mất ngủ và suy nhược thần kinh. So với trứng gà, dinh dưỡng trong trứng cút ở dạng nhỏ và dễ hấp thụ hơn. Nếu mất ngủ thì nên ăn trứng cút hầm câu kỳ tử vào buổi tối sẽ có hiệu quả rõ rệt. 4. Ấm thận, tráng dương, ngăn ngừa sỏi thận. Trứng cút có nhiều hàm lượng vitamin A, B1, B2 cùng các dưỡng chất như sắt, canxi, phốt pho, có tác dụng tăng khả năng lưu thông máu đến dương vật một cách đều đặn. Nam giới mỗi ngày ăn 2 quả trứng cút sẽ giúp tăng lượng hormone testosterone, từ đó khắc phục tình trạng xuất tinh sớm, hiệu quả, tăng cường nguyên khí, bổ thận, tráng dương. Ngoài ra trứng cút tốt cho thận, gan và túi mật. Chúng có chứa lecithin giúp phá vỡ sỏi bàng quang và ngăn chặn sự hình thành của những viên sỏi. Thận, gan, mật là 3 cơ quan gắn bó mật thiết với sinh lý đàn ông, nên lưu tâm bảo dưỡng để đạt nhiều lợi ích sức khỏe tới tinh thần. Xin chuyển đến nội dung cuối cùng. Thời điểm ăn trứng cực tốt và cực độc. 1.
thời điểm ăn trứng cực tốt. Thứ nhất, trong bữa sáng. Trứng là món ăn tốt nhất cho bữa sáng vì nó ngon bổ và nhanh. Trứng rất giàu chất dinh dưỡng như kẽm, magie, sắt và quan trọng nhất là protein. Bữa sáng giàu protein có thể giúp bạn no lâu hơn và bạn sẽ có thể tập trung vào công việc, học tập. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng những người ăn trứng vào buổi sáng tiêu thụ ít tinh bột hơn trong cả ngày và do vậy hỗ trợ giảm cân. Trứng còn được xem là thực phẩm của não bộ vì nó có chứa choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp phát triển não bộ. Ăn trứng đều đặn có thể giúp bạn duy trì mức độ choline ổn định và bảo vệ não bộ của bạn, khiến cho não hoạt động tốt hơn khi làm việc hay học tập vào ban ngày. Thứ hai, sau khi tập thể dục. Trứng giàu protein nên rất thích hợp ăn sau khi tập luyện và vận động mạnh. Nó thúc đẩy cảm giác no, cung cấp năng lượng và giúp sửa chữa cơ bắp. Cơ thể chúng ta cần nhiều chất dinh dưỡng tốt hơn để tự phục hồi trong giai đoạn nghỉ ngơi và không có gì tốt hơn trứng. Tiếp đến là thời điểm ăn trứng cực độc. Thứ nhất là bữa tối. Trứng giàu protein và dinh dưỡng nên tốt cho bữa sáng, hại vào bữa tối. Ăn nhiều sẽ gây đầy bụng, khó tiêu và khó ngủ. Đặc biệt những người bị trào ngược dạ dày, ăn trứng gà vào bữa tối cũng có thể dẫn đến chứng sôi bụng và ngủ gián đoạn, khiến họ tỉnh rất nhiều lần vào ban đêm, gây mệt mỏi cho cả tinh thần và thể chất. Vì thế nên hạn chế trứng trong bữa tối. Nếu có ăn cũng chỉ tối đa 2 quả trứng gà. Thứ hai, khi bị táo bón. Người bị táo bón, phân sẽ khô do thiếu nước và chất xơ. Lúc này ăn trứng sẽ càng tồi tệ hơn. Vì trứng khô và không dễ tiêu, nên ăn vào sẽ khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng và gây đầy bụng. Thứ ba, khi đang bị sỏi mật. Khi bị sỏi mật, chức năng co bóp của túi mật đã yếu dần, nên nếu ăn nhiều thực phẩm giàu protein như trứng, đường ruột sẽ tiết nhiều chất làm co bóp túi mật, dễ gây đau bụng, nôn mửa. Bệnh nhân cũng nên hạn chế các chế phẩm có trứng như kem bơ và bánh ngọt. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. Giáo sư tiết lộ, một lát gừng xoa vào chỗ này khỏi lo bệnh xương khớp, gan thận khỏe như voi, ngủ ngon, sống rất thọ. Quý vị và các bạn thân mến, cho tôi hỏi gia đình quý vị dùng gừng để làm gì? Hãy cùng chia sẻ để mọi người cùng biết. Đa phần mọi người thì chỉ sử dụng gừng làm gia vị cho những món ăn. Điều này quả thực đáng tiếc, vì theo các chuyên gia, chỉ cần một lát gừng xoa vào ba chỗ này thì không chỉ giúp cải thiện giấc ngủ, lưu thông khí huyết, mà bao nhiêu bệnh tật cũng tiêu tan. Đau nhức xương khớp máy cũng khỏi, ngủ ngon, sống rất thọ. Vậy cụ thể, xoa gừng vào ba chỗ nào trên cơ thể mà có tác dụng thần kỳ đến thế? Cách xoa ra sao để tận hưởng tối đa những lợi ích mà nó mang lại? Thì mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, trị tận gốc bệnh xương khớp bằng cách xoa gừng cực đơn giản. Đau nhức đầu gối là tình trạng thường xuyên ở những người lớn tuổi do quá trình lão hóa của cơ thể. Thế nhưng, căn bệnh này đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa khi mà số lượng người trẻ bị đau khớp cũng ngày càng gia tăng. Do ảnh hưởng của thói quen sinh hoạt, không khoa học, ngồi nhiều, lười vận động như trường hợp của anh Hoàng Văn Công ở Nam Định là một ví dụ điển hình. Năm nay anh mới bước sang tuổi 31, nhưng đã bị những cơn đau nhức đầu gối hoành hạ suốt một thời gian dài, khiến anh vô cùng khổ sở. Tuy nhiên, vào đầu năm 2023, khi được người quen mách cho bài thuốc chữa đau khớp gối bằng cách xoa gừng, thì bệnh tình của anh đã có những chuyển biến tích cực. Cơn đau giảm hẳn, vận động cũng linh hoạt hơn. Có được những lợi ích tuyệt vời trên là vì gừng thuộc nhóm dược liệu có tính ẩm và có tác dụng hoạt huyết, trừ phong thấp, thường được dùng để chữa các bệnh về xương khớp. Theo y học cổ truyền, thì đây cũng là một trong những cách chữa đau khớp gối vô cùng hiệu quả, có thể thực hiện ngay tại nhà mà ai cũng có thể áp dụng. Các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng đã chỉ ra rằng, gừng tươi có chứa nhiều hoạt chất có tác dụng giảm đau nhức xương khớp,
như gingerol, axit glutamic. Vì thế, nó luôn được xem là dược liệu cần thiết trong phòng và điều trị các bệnh xương khớp, nhất là chữa đau đầu gối. Với cách làm đơn giản như sau. Quý vị rửa sạch một củ gừng để ráo, sau đó thái thành từng lát mỏng. Cho muối hạt vào chảo rang nóng khoảng 10 phút rồi đổ ra một chiếc khăn hoặc túi vải. Cho gừng đã thái mỏng vào túi, đợi nguội bớt, rồi xoa chườm lên vùng đầu gối bị đau. Không nên để quá lâu để tránh bỏng da. Khi hỗn hợp nguội thì quý vị có thể cho muối vào rang nóng lại và tiếp tục chườm khoảng 2 đến 3 lần, thực hiện hàng ngày cho đến khi cơn đau thuyên giảm. Dù phương pháp trị đau khớp bằng gừng rất tốt và an toàn, tuy nhiên một số người sử dụng có thể gặp phải tác dụng phụ nhẹ, bao gồm nóng, bùn non, đầy hơi. Đặc biệt là nguy cơ gặp các tác dụng phụ này sẽ tăng lên nếu sử dụng nhiều hơn liều lượng khuyến cáo là 10g mỗi ngày. Vì thế quý vị lưu ý, chú ý liều lượng khi sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất. Vị trí số 2, xoa gừng giúp lưu thông huyệt đạo, khỏe mạnh suốt đời, chính là lòng bàn chân. Khi làm nội dung này, chúng tôi có nhận được chia sẻ của bác Phạm Thị Hoa ở Thanh Hóa. Bác đã có một thời gian sinh sống tại Nhật Bản, thì được người dân ở đây mách cho mẹo, thường xuyên xoa gừng vào lòng bàn chân trước khi đi ngủ, giúp nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Quả thực, phương pháp này đã giúp bác ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc và ít ốm vặt, khỏe mạnh hơn hẳn. Đông y cũng nhận định, lòng bàn chân là vị trí của gan bàn chân. Đây là nơi có nhiều dây thần kinh kết nối với các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Nói cách khác, mỗi vị trí trên cơ thể đều liên quan đến lòng bàn chân. Chỉ cần trước khi đi ngủ vào buổi tối, quý vị cạo sạch vỏ gừng, thái thành lát mỏng, sau đó nhẹ nhàng chà sát vào lòng bàn chân từ 10 đến 15 lần. Làm như vậy, cho đến khi lòng bàn chân nóng lên, quý vị chú ý không tác dụng lực quá mạnh vì có thể gây ra các triệu chứng như mẩn đỏ và sưng tấy. Việc làm này rất đơn giản, tốn ít thời gian nhưng lại mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Như chữa mất ngủ hiệu quả, hơi ấm của gừng có thể kích thích các huyệt đạo và đẩy nhanh quá trình lưu thông máu. Tăng nhiệt độ của lòng bàn chân giúp cơ thể và tinh thần thư giãn, thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Xoa gừng vào lòng bàn chân giúp ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu. Gừng rất giàu gingerol, hoạt chất này có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ các cục máu đông, giúp phòng tránh các bệnh như xơ vữa, tắc nghẽn mạch máu, phù nề chân, suy tim, rất hiệu quả. Xoa gừng vào lòng bàn chân giúp tránh tình trạng nhiễm lạnh vào buổi tối, nhiệt độ giảm mạnh. Do đó nhiều người, nhất là người cao tuổi, thường xuyên bị nhiễm lạnh, gây ra các căn bệnh cảm cúm, ho, viêm xoang, viêm phổi. Nếu khí lạnh xâm nhập trực tiếp vào cơ thể, còn gây nguy hiểm cho lá lách, dạ dày và dễ dẫn đến đột quỵ. Việc đắp gừng vào lòng bàn chân mỗi tối trước khi đi ngủ có thể giữ ấm và loại bỏ khí lạnh tích tụ trong cơ thể. Vị trí xoa gừng số 3 được các chuyên gia đánh giá là thuốc thải độc nhanh chóng, làm sạch nội tạng, đó chính là rón. Theo Lương Y Vũ Quốc Trung, Hội Đông Y Hà Nội, củ gừng có tác dụng chữa bệnh nhờ chứa thành phần tinh dầu, tinh bột chất cay. Gừng có tác dụng làm ấm, hồi dương, chống lạnh. Nhờ những công dụng tuyệt vời của nó mà đã có đến 70% các đơn thuốc đông y đều có gừng. Dù đã quá quen thuộc với củ gừng, nhưng quý vị có biết dùng đúng cách hay chưa? Hôm nay chương trình sẽ chia sẻ đến quý vị một cách dùng gừng cực kỳ hiệu quả. Đó là dùng một lát gừng nhỏ đắp vào rón trước khi đi ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy, có thể sẽ gặt hái được những thay đổi đáng mừng. Theo y học cổ truyền, trên rón của chúng ta có huyệt thần khiết. Huyệt này có thể liên kết với 12 tĩnh mạch và 5 cơ quan nội tạng trong cơ thể. Xoa gừng vào rón là một cách rất tốt để có thể loại bỏ độ ẩm và khí lạnh, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, phòng bệnh tốt hơn. Cụ thể thì việc làm này sẽ giúp trị đau bụng, thúc đẩy tiêu hóa, giảm táo bón. Có câu nói rằng muốn trường thọ thì hãy làm sạch ruột, nghĩa là muốn sống lâu thì đường ruột phải khỏe mạnh.
cần thường xuyên thải độc cho đường ruột. Để làm được điều đó, quý vị hãy đặt một miếng gừng lên rốn và dùng băng dính cố định miếng gừng lại như vậy trong suốt một đêm. Dinh dưỡng trong gừng sẽ thông qua rốn đi vào cơ thể, giúp bổ dạ dày, thúc đẩy nhu động ruột và giúp tiêu hóa tốt hơn. Cách này sẽ tránh táo bón, tiêu chảy, giúp ruột hoạt động trơn tru, điều trị các triệu chứng của viêm ruột. Việc xô gừng vào rốn cũng là một cách tự nhiên, hiệu quả, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cuộc sống với nhiều áp lực khiến chúng ta ngủ ít và ngủ khó hơn. Mất ngủ thực sự rất nguy hiểm. Nó có thể là nguyên nhân gây trầm cảm, rối loạn lo âu, bệnh tim mạch và thậm chí là làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, quý vị có thể đặt một lát gừng mỏng lên rốn. Mùi thơm và khí ấm của gừng sẽ đã thông kinh mạch, làm thư giãn cơ thể, kích thích các dây thần kinh và từ đó giúp chúng ta đi vào giấc ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn suốt cả đêm. Lợi ích số 3 khi đắp gừng vào rốn là giúp giảm cân, giảm đau bụng nhanh chóng. Bởi gừng có tính ấm nên khi đắp lên rốn sẽ giúp mỡ thừa dễ dàng bị đốt cháy, giảm mỡ bụng và trả lại cho quý vị cơ thể cân đối. Mặt khác, các chất chống oxy hóa trong gừng tươi cũng có thể làm giảm cholesterol, một phần của mỡ máu và triglyceride. Đây là nguyên nhân dẫn đến thừa cân béo phì. Ngoài ra, quý vị có thể dùng gừng đắp lên rốn, giúp cơ thể tiêu trừ khí lạnh, làm dịu cơn đau bụng, đồng thời làm ấm tử cung, xoa tan mệt mỏi khó chịu. Thêm một lợi ích nữa của gừng là khả năng chống say tàu xe. Trước khi đi tàu xe từ 2 đến 30 phút, quý vị hãy cắt lát gừng tươi thành từng lát mỏng, rồi cố định lên dây rốn. Đây cũng là một phương pháp có thể cải thiện tình trạng say tàu xe, say sóng hiệu quả hơn cả uống thuốc, lại không lo tác dụng phụ. Có thể thấy dùng riêng gừng thì đã rất tốt rồi. Nhưng để chúng ta biết mà ngâm gừng với rượu sẽ có được ngay bài thuốc phục hồi sức khỏe, đẩy lùi cả tá bệnh vô cùng thần kỳ. Dân gian từ lâu đã sử dụng rượu như một chất dẫn thuốc đến nơi có bệnh, để tập trung tác dụng trị liệu và điều hòa các vị thuốc trong phương thuốc. Ngoài ra, rượu còn là dung môi, hòa tan và tăng tác dụng chữa bệnh của dược chất. Vì vậy mà hầu hết trong gia đình chúng ta đều có ít nhất một chai rượu ngâm với các loại thảo dược như gừng, nghệ, chuối, đinh lăng. Tuy nhiên rượu gừng vẫn phổ biến hơn cả. Nếu biết cách dùng điều độ, hợp lý, rượu gừng có thể dùng trong nhiều trường hợp như chữa đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đến các vấn đề về đau nhức xương khớp. Các bước ngâm rượu gừng như sau. Quý vị rửa sạch gừng, tuy nhiên không cạo vỏ. Sau đó ngâm gừng trong nước muối loãng để loại bỏ vi khuẩn và để ráo. Quý vị đập dập gừng thái mỏng hoặc để nguyên củ, sau đó cho vào hũ thủy tinh. Ngâm theo tỷ lệ 1 can gừng 2 lít rượu trắng, ngâm trong khoảng 1 tháng là có thể sử dụng được. Có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng dùng rượu gừng giúp giảm đau nhức xương khớp bằng cách xoa bóp trực tiếp lên các vùng bị đau. Nên xoa vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm khi vừa thức dậy. Rượu gừng sẽ kích thích máu lưu thông, từ đó giúp khớp vận động linh hoạt hơn. Ngoài ra có thể pha loãng rượu gừng với nước ấm để ngâm chân, cải thiện và giảm nhanh các cơn đau nhức xương khớp. Tuy nhiên khi sử dụng rượu gừng chữa bệnh thì có những lưu ý mà quý vị nên biết để tránh nguy hiểm và tận dụng tối đa lợi ích rượu gừng mang lại. Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, nguyên chủ tịch Hội Đông y Ba Đình Hà Nội, sử dụng gừng để đắp ngoài da hay ăn uống đều rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên cần ghi nhớ kỹ một số nguyên tắc sau để tránh rước họa vào thân. Thứ nhất, gừng là loại gia vị tốt nhưng không nên dùng nhiều vì có thể gây nóng, chảy nước mắt. Sử dụng qua đường ăn uống đối với người trưởng thành thì mỗi ngày chỉ nên dùng từ 4 đến 8 gram. Nếu uống nước gừng thì nên uống vào buổi sáng, tránh uống vào buổi tối sẽ sinh độc. Thứ hai, khi dùng gừng để đắp ngoài da thì tuyệt đối không đắp lên những vị trí có vết thương hở. Người có cơ địa nóng hay nhiệt miệng, táo bón cũng không nên dùng gừng vì có thể khiến tình trạng nặng hơn. Phụ nữ mang thai muốn sử dụng gừng để giảm tình trạng nôn ngén cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Vì sử dụng quá nhiều gừng có thể gây dị tật bẩm sinh cũng như nhiều vấn đề khác như
sảy thai, chảy máu khi mang thai, ảnh hưởng đến hormone giới tính của con. Ngoài ra không sử dụng loại gừng đã bị dập mốc, vì loại gừng này dễ sinh ra chất độc cực mạnh, đồng thời tính chất của gừng cũng bị thay đổi, không còn dược tính, chữa bệnh tốt nhất. Gừng là một loại gia vị quen thuộc, dễ tìm, giá thành rẻ. Nếu biết cách sử dụng thì còn tốt hơn thuốc quý. Quý vị hãy lưu ngay những cách dùng đơn giản cùng lợi ích thần kỳ chúng tôi vừa chia sẻ ở trên để áp dụng khi cần thiết. Nội dung trên cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ nếu thấy nội dung hữu ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.